để đảm bảo cách sử dụng tốt, những người dưới đây nên sử dụng cây an xoa. Những người mắc bệnh về gan, nóng gan, men gan cao, viêm gan BC và cả bệnh ung thư gan. Những người uống nhiều bia rượu, ăn thức ăn có nhiều dầu mỡ dẫn tới bệnh nóng gan. Người bị mệt mỏi, đau lưng, đau xương khớp, da xanh. Ngoài ra, những người thừa cân béo phì đang thực hiện chế độ giảm cân thì cũng nên sử dụng cây an xoa. Cây an xoa sau khi lấy về thì đem rửa sạch, phơi khô. Trong cây an xoa thì dưỡng chất tập trung chủ yếu là ở thân và cành cây. Với những người mà mắc bệnh thì sử dụng cây an xoa sắc nước uống để phòng bệnh thì nên thực hiện những ngày đầu với liều lượng vừa phải, là từ 100g trong 4-5 ngày đầu. Sau khi thích nghi được thì tăng lượng thuốc đó lên. Cây an xoa có thể sử dụng trong một thời gian dài. Tuy nhiên, bạn cần phải chú ý bảo quản cây an xoa thật cẩn thận để tránh bị ẩm mốc. Cây an xoa có công dụng chữa bệnh rất tốt, nhất là bệnh về gan. Bạn đã tìm được những tác dụng của cây an xoa. Hy vọng thì cái video clip này sẽ giúp cho cuộc sống gia đình bạn, giúp bạn chăm sóc sức khỏe từng thành viên trong gia đình tốt hơn. Để biết thêm thông tin về cây an xoa thì các bạn hãy gọi vào số là 0904079719 hoặc đến trực tiếp cửa hàng trà Thảo Dược Đức Thịnh ở địa chỉ là 290 Thoại Ngọc Hầu, quận Tân Phú để được mua cây an xoa với giá cả rất là phải chăng và nguồn hàng đảm bảo chất lượng ạ.